Liên quan đến vụ 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, chiều ngày 7 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc cho biết, dự kiến ngày 21 tháng 8, chính quyền địa phương sẽ cưỡng chế thêm 8 căn. Hiện các cơ quan chuyên môn của thành phố Phú Quốc đang hoàn thiện các thủ tục, xây dựng kế hoạch cưỡng chế. Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc khuyến khích người dân nên tự tháo dỡ công trình vi phạm trước khi bị cưỡng chế. Khi tự tháo dỡ, chủ biệt thự phải có thông báo để chính quyền địa phương giám sát và nghiệm thu đã trả lại đúng hiện trạng đất ban đầu. Khu đất xây dựng 79 căn biệt thự nói trên, rộng gần 19 hectare, là đất rừng phòng hộ, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang thu hồi và giao cho Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ trực tiếp quản lý. Khoảng năm 2017 đến năm 2018, một số người dân địa phương đã bán đất bằng giấy tay cho nhiều người ở tỉnh thành khác. Những người mua đất này sau đó đã chia lô, diện tích từ 200m² đến 350m² một lô và làm đường bê tông nội bộ, đặt đường ống cấp thoát nước, kéo điện, tiếp tục bán lại cho những người khác.